Xin chào quý vị khán thính giả trong tiết mục Sức khỏe và đời sống của Đài Liên tục Sài Gòn TV. Ngày hôm nay tôi cùng với bác sĩ Lý Đức Xuân Tô sẽ cho quý vị biết một vài kiến thức về một cái triệu chứng mà tôi có thể nôm na dịch rằng là bệnh méo mặt. Là tự nhiên thức giấc dậy một đêm, ngủ dậy sáng sớm, sao tự nhiên cái miệng nó méo, nó sẹo qua một bên mà chỉ nửa mặt thôi, con mắt nó cũng mở không ra. Không, nó con mắt nó mở hoài, nó không có nhắm được. Và nó giống như nó bị tê liệt vậy đó. Thì nhiều khi khi mà thấy như vậy ai cũng hoảng sợ hết. Một cái mà ai cũng sợ đó là không biết có phải bị tai biến mạch máu não hay không. Tại đúng như vậy, tại những người bị tai biến mạch máu não, người ta mặt cũng méo rồi, xong rồi nhưng mà người ta nói u a u ớ, rồi xong rồi tay chân người ta không có cử động được, một bên thì lại bị liệt nửa người hoặc yếu nửa người rồi tê rần. Đặc biệt cái bệnh méo mặt này là danh từ mà chuyên môn chúng tôi gọi là Bell's palsy, là nó bị liệt cái thần kinh số 7 bên tay mặt này hoặc là bên tay trái, thì nó làm cho mình có cảm giác giống như là mình không có còn cử động được những cái bắp thịt ở trong mặt mình, và lúc đó là ai cũng hoảng sợ, nó coi chừng bị tai biến mạch máu não hay là bị stroke. Khi mà mình bị cái bệnh mà méo mặt đó, người ta có thể sợ là bị cái tai biến mạch máu não, cho nên cái tai biến mạch máu não thì nó nặng lắm đó. Còn và nó có thêm ngoài cái nửa bên nó bị liệt thì nghĩa là nó liệt nửa bên, nó liệt hết cả người nửa bên. Còn trong khi cái trường hợp này nó chỉ liệt cái nửa bên cái mặt thôi, tay chân vẫn còn vẫn bình thường được. Đó là cái là làm cho người ta phân biệt được. Thì cũng như là bác sĩ Trực Sinh nói, được không ngủ dậy thì bị cái méo mặt, thì ở Việt Nam có hay nói là tại vì mình mở quạt máy ngủ cả đêm cho nên sáng dậy bị méo mặt. Thì bác sĩ Trực Sinh nghĩ có phải vậy không? Thực sự không đúng, đó là chỉ một sự trùng hợp thôi, chứ còn mà quạt máy thì không nghĩa lý. Tại vì cái bệnh này không phải là do quạt máy gây ra, không phải là vì không khí nó di chuyển trong nhà nó gây ra. Người ta nghĩ nó do một con siêu vi trùng. Cũng như là mình bị cảm đó, thì con siêu vi trùng mới nó vô, nó tấn công cái dây thần kinh, nó làm sưng cái dây thần kinh số 7, cho nên nó làm cho mình méo mặt. Đây là cũng giống như mình cảm cúm, có nhiều người mình hơn, mình cảm cúm mình chỉ ho cảm, rồi ho rồi chảy mũi đi. Nhưng mà cái bây giờ thay vì cảm cúm thì nó nhảy lên trong cái thần kinh số 7, cho nên nó làm cho mình bị liệt cái thần kinh số 7, và mình hiện ra bằng cách là mình méo cái miệng mình cười đó, thì một bên nó méo qua một bên, con mắt mình mở không có nhắm khít được. Thành ra nó bị méo cái mặt mình vậy. Thì cái này nó xảy ra rất là đột ngột, chứ không phải là nó đi theo mấy tháng mới bắt đầu nó méo từ từ đâu. Nó rất là đột ngột. Và nhiều khi bệnh nhân, thì những người bị bệnh sáng dậy, người ta ủa con mắt này sao nó nhắm không được, con mắt này nhắm được mà con này cứ mở ra nửa chừng, rồi cái miệng nhăn ra thì bên này nó sẽ xuống như vậy. Rồi xong rồi nhiều khi có thể hơi nhức lỗ tai chút xíu, cái quay hàm, có thể bị nhức chút xíu. Lý do là tại vì cái dây thần kinh mà khi bác sĩ nói số 7 đó, nó chạy về trong cái phía mặt của mình, nên tất cả những cái gì một khi nó bị sưng do siêu vi trùng nó gây ra, nó ảnh hưởng nguyên cái mặt của mình. Và đặc biệt cái điều mà không sợ nhất là tay chân vẫn còn cựa quậy được, chân vẫn còn đá người ta được, thì cái đó không sao. Thì cái đó đó, khi quý vị bị cái trường hợp đó thì dĩ nhiên ai cũng rất là lo sợ, thì phải đi khám bác sĩ liền. Tốt, đi khám liền. Thì bây giờ hỏi bác sĩ Trường Sinh có cách nào chữa hay không? Trên nguyên tắc thì là đôi lúc nhiều khi, việc đầu tiên là khi mà đi khám, rồi đôi lúc nhiều khi cũng cần phải chụp hình cái não bộ, là CAT scan của cái đầu, để cho yên trí là mình không bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà chỉ nội khám không thôi là cũng có thể đoán được, chẩn được cái bệnh là gần giống như là 100% rồi. Thì những người trường hợp như vậy, người ta nghĩ rằng là 80, 90, 100% những người mà bị hình thức nhẹ thôi, thì trong vòng vài tuần, vài tháng là nó lành, không làm gì nó cũng lành. Có những người bị nặng hơn, nhiều khi nó sẽ nhiều lâu ngày hơn, thì có thể 2 tới 3, 4 tháng, có thể 5, 6 tháng rồi cũng lành. Nhưng mà có những người không lành. Đúng rồi, thì cho nên vì vậy mà có những người mà một số nhỏ người ta không lành, thì thường thường các bác sĩ chúng tôi đề nghị nên cho uống thuốc. Uống thuốc để làm gì? Để giúp cho chống chọi lại cái sưng của cái thần kinh đó thôi, chứ không phải là để diệt cái con siêu vi trùng. Tại vì không biết cái con gì nó gây ra, không có cái thuốc gì để chống siêu vi trùng. Nhưng mà ít nhất chúng tôi có thuốc để giúp cho cái dây thần kinh đó nó không còn sưng nữa. Và khi nó không còn không sưng nữa thì nó sẽ giúp cho cái mặt, cái da thịt hoặc là cái bắp thịt trên mặt chúng ta nó lành mau hơn. Thì có những người bác sĩ người ta tùy theo, thường những cái bệnh như vậy đó, người bệnh nhân tới gặp bác sĩ thường có nít, ít có bị lắm, cho nên nhưng mà bác sĩ nói thêm cho bác sĩ Trường Sinh là về những người lớn thường bị như vậy đó, thì thường tới bác sĩ gia đình. Đôi khi bác sĩ gia đình giới thiệu đến những bác sĩ chuyên khoa về thần kinh,
là neurologist để người ta chữa. Có những người người ta chữa như bác sĩ Trường Sinh nói là chữa bằng những cái thuốc và cho nó giảm sưng, cho cái dây thần kinh mình nó đỡ sưng thì có thể nó là nó đỡ liệt cái thần kinh của mình. Rồi có khi người ta cho thêm những cái thuốc mà vitamin cho nó tốt cái dây thần kinh, là cái trợ giúp cho thôi. Rồi có khi mà mình có những người bị đau như bác sĩ Trường Sinh nói, đau cái lỗ tai này, đôi khi người ta phải cho uống chút xíu thuốc cho khỏi đau. Đó, thì để cái đó là những là để trợ giúp thôi, chứ không có cái phương cách gì mà để chữa được. Nhưng mà bác sĩ chúng tôi có biết là có một số người người ta đi châm cứu. Châm cứu thì tại vì bác sĩ chúng tôi không có học về châm cứu nên không có biết. Nhưng đừng có người ta nói đi châm cứu cũng bớt, thì cái đó là không biết tại sao, có thể có cách nhưng mà tại vì không có biết về đông y cho nên không có nói được cái đó. Cái điều quan trọng là phải ăn uống cho nó đầy đủ, uống nước cho nhiều vô. Và có một điều là phải nhớ là ví dụ như con mắt của mình mà nhắm không được đó, thì là khi mà tối ngủ phải có một cái băng gạc để che con mắt lại. Chứ nếu không một con mắt nó cứ mở trợn lên về cả đêm thì sáng sớm dậy cái mắt của mình nó khô và nó làm cho khó chịu, nhắm mắt không được nữa. Đó, thì đó là những cái mà cần phải để ý. Nhưng mà cái quan trọng phải uống nước nhiều. Có nhiều bác sĩ sẽ cho quý vị uống những cái thuốc mà chữa một cái loại siêu vi trùng, nó gọi là loại herpes. Là cái người ta nghĩ rằng là cái bệnh đó là do cái con siêu vi trùng đó, cái con mà gây ra bệnh dời đó. Thì người ta nghĩ chắc có lẽ ở trong cái bà con cái loại siêu vi trùng đó, thì người ta cho uống cái loại thuốc acyclovir để giúp cho quý vị có bớt hay không thì cái đó hạ hồi phân giải, nhưng mà cũng không hại gì nếu uống cái thuốc đó. Đúng. Nhưng mà đặc biệt là phải có được những cái thuốc cho nó bớt cái sưng nhức đi để cho cái triệu chứng được mau lành hơn. Như bác sĩ Trường Sinh nói thêm là cái mà tối hay là ban sáng mắt mình bên này nó cứ mở và nó không có nhắm được, tại vì mình bị liệt cái bên, thì người ta mới cho những cái như là artificial tears, nước mắt giả đó, hoặc là những cái chất nhờn để mình cứ để vô lacrylic để cho nó khỏi có bị khô con mắt, tại con mắt mình bị khô có khi nó nữa nó bị nhiễm trùng cái cornea của mình nó sẽ bị nhiễm trùng, cho nên lúc nào người ta cũng cho cái nước mắt giả. Rồi ngoài ra đó là khi mà mình bị như vậy đó, mình nhai cũng không được nữa, rồi mình không có đánh răng nữa, nó dễ nhiễm trùng ở trong, dễ bị hư sâu răng, cho nên dù rằng bên đó nó bị liệt cũng phải kéo cái miệng ra, bỏ cái bàn chải đánh răng vô mình đánh để cho nó không có vậy. Và phải làm sao ăn uống, nhưng ăn uống có khi bên đó mình nhai không được thì mình phải nhai bên kia, nhưng mà đề nghị là thường nhai những thức ăn nhẹ, những thức ăn mềm, rồi phải nghĩa là phải cũng nghỉ ngơi cũng bình thường thôi, và không có cách nào mà để phòng ngừa cái đó nó xảy đấy, phải không bác sĩ Trường Sinh? Đúng vậy. Thế những ai bị mấy cái triệu chứng là khó chịu lắm, giống như chúng tôi đang nói chuyện mà sáng mai dậy cái miệng tôi nó chảy rồi mất luôn này, mình bực lắm, tại vì mình không có quen với những cái mà triệu chứng làm như vậy. Cho nên vì vậy mà cái người bệnh nhân khi bị này người ta rất là gắt gây gó, người ta nói kỳ quá, tại sao tự nhiên bây giờ cái miệng tôi vừa cho đồ ăn vô nó cứ chảy ra, rồi miệng thì méo, rồi mắt mở không nhắm không được. Đó là một cái có là cái triệu chứng nó bị như vậy thôi, thì có những cách mà giúp cho quý vị mà tôi vừa mới nói xong tức thì đó. Nhưng mà đặc biệt là phải cái nên đi khám để được có thuốc, và cứ trù khoảng chừng từ 4 đến 6 tuần thì là mọi chuyện trở lại bình thường. Hiếm lắm mới có một người vẫn còn một chút xíu gọi là cái vết tích là mình bị bệnh thôi, nhưng mà không có người nào mà người ta xuất hiện ra mà tỏ lộ ra một cách mà hiển nhiên mà tới mức mà mình phải sợ sệt. Không, nhưng mà cái đó cũng như bác sĩ Trường Sinh nói đó, là tự nhiên nó sẽ hết, dù không chữa cũng hết. Nhưng mà có những bác sĩ thích chữa hơn, có thể khi cái cách chữa đó giúp cho mình không có biết có được hay không, nhưng mà có thể giúp được. Đúng giống như người ta nói là có thể là con siêu vi trùng này nó bập con với con vi trùng herpes. Rồi có thể mình dùng cái chất thuốc để làm cho đỡ sưng, thì mình suy nghĩ, mình đoán có thể như vậy. Tại vì mình nếu mình cho uống thuốc mà nó không có tác dụng gì nhưng mà nó cũng không có hại, thành ra người ta vẫn chữa. Có thể người ta cho thêm những cái thuốc mà để làm vitamin để cho cái thần kinh mình nó tái tạo lại lẹ hơn, người ta cũng phải giúp như vậy, cho giúp những cái phòng ngừa những cái biến chứng, ví dụ như để mấy cái nước mắt giả nè, rồi ăn uống đồ nhẹ nè, rồi phải đánh răng nè, rồi cũng phải nghỉ ngơi, cái đó phải làm. Và quý vị, cái đó nhiều khi người bệnh nhân rất là cáo, như bác sĩ Trường Sinh nói, tại một bên mặt không có biết, nó nặng nề, nó khó chịu lắm, và cảm thấy nhất nữa là mình ngó trong kiến thấy nó không có đẹp, tại một bên nó méo qua, nó không đẹp, cho nên đôi khi người ta rất là buồn. Cho nên khi mình bị, nên đi khám để được chữa, và hopefully có thể là sẽ chữa được bớt.
Để tóm lược lại là cái bệnh liệt mặt đó là thường thường là do một cái con siêu vi trùng nó gây ra và ảnh hưởng cái thần kinh số 7 trong cái não bộ của mình, giống như bác sĩ Xuân Tô vừa mới nói. Nhưng mà có một điều mà chúng tôi muốn trấn an quý vị là khi mà chỉ có liệt cái mặt không thôi, mắt nhắm không được, miệng hơi méo tí xíu, nhưng mà tay chân cẩn vẫn còn cựa quậy được, vẫn còn nói được nha, và không có đứng dậy đi qua đi đứng như thường, thì cái đó không phải là bị tai biến mạch máu não, không bị là stroke, nó chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ của cái mặt mình thôi. Cho nên quý vị yên trí, nhưng mà khi mà có những triệu chứng vậy thì bao giờ cũng phải nên đi khám để mà để đúng quả thật là bác sĩ định bệnh là cái đó là do liệt thần kinh số 7 trên mặt, và số 2 nữa là được dùng thuốc để giúp cho cái bệnh nó mau lành hơn. Xin chào quý vị khán thính giả và xin hẹn lại quý vị trong kỳ phát hình lần sau. Xin chào bác sĩ Xuân Tô. Xin chào bác sĩ Trường Sinh, xin chúc quý vị một đêm an lành.